Hello, chào mừng anh chị em bà con cô bác đã quay trở lại với DG Apple TV Anh chị em nhìn thấy gì chưa? Có rất nhiều điện thoại cũ rẻ mà đã cũ rẻ rồi mà lại còn chất lượng nữa mới gọi là ok Anh chị em nhá Đã cũ mà rẻ mà không chất lượng thì không ai mua Không mua làm gì Cũ rẻ mà chất lượng thì anh chị em lên mua Ok Và hôm nay mình có rất nhiều kèo thơm cho anh chị em đây Đầu tiên, đó là một con tám và lớt của một bạn học sinh bạn ấy bán lại cho mình. Đấy, cái con này thì phải nói là con đấy, con này thì bạn ấy bán lại cho mình tầm 20 lần rồi. Cứ bán cho mình 2 triệu, lúc sau lại chuộc 2 triệu mốt. Cứ bán cho mình hôm sau lại mình lại mua 2 triệu lại bán 2 triệu mốt. Đấy, con này thì tất cả này thì thì nó thật sự anh chị em con này tất cả là zin hết. Cái cam này hơi mờ một tí này. Con này không biết mở khẩu gì nó thật sự mình quên mất rồi. À đây 8888. Thì cái cam này thì cái cam X1 này. Đấy, vẫn chụp được, vẫn nét nhá yeah, vẫn là ok cam x một x hai ok này cầm trước ok sau ok này đấy thì thì anh chị em nhìn thế này thôi cảm giác hơi mờ một tí thôi nhưng mà thực chất là chụp vẫn ok thì con này mình mua chốt lại của đấy là mình mua của đấy đến 2 triệu mốt thì nói chung là bỏ ra số tiền 2 triệu mốt thì mình phải làm 200 chứ đúng không bán cho anh chị em bà con là 2 triệu ba tám bà lớp quốc tế zin đẹp full 2 triệu 300 nghìn đồng ok anh chị em bà con cảm thấy hợp lý thì anh chị em bà con mua đấy thì tiếp theo chương trình là con hai con x này hai con x đẹp miên man chưa anh chị em này đẹp miên man iphone x quốc tế full chức năng mình cam kết đó là menzin nhá menzin men main chưa động chạm men chưa sửa chữa với um, mới chỉ thay mỗi cái màn hình thôi cái màn hình này thì mình đánh giá rất là đẹp màn hình này sáng mượt và không đơ, không lác không giật anh chị em nhá đấy rất là mượt luôn cam siêu nét vì nó là cam zin mà tất cả là zin hết trừ mỗi quả pin mới thay pin 100% và cam màn hình thay giá 3 triệu 100 nghìn đồng ok anh chị em nhá 3 triệu 100 nghìn đồng thôi còn hai con x duy nhất nhá 64g bảo hành cho anh chị em bà con là hai tháng nhá màn mới luôn này cùng nguyên tem này anh chị em nhá đấy full chức năng không lỗi làm gì ok với cái số tiền 3 triệu mốt thì nói thật sự anh chị em cứ nghĩ mà xem 3 triệu mốt thì anh chị em mua được cái gì Đây 8 mà lớt này 8 mà lớt này thì anh chị em cũng phải bỏ ra số tiền là 3 triệu 2 anh chị em mới mua được nhá 8 mà lớt quốc tế zin đẹp full 3 triệu 2 Thì thà bỏ ra số tiền 3 triệu 2 thì anh chị em mua 3 triệu mốt là được iPhone X rồi Nhá anh chị em nhá Đấy anh chị em có thể cân đối mà xem Cảm thấy hợp lý thì anh chị em mua thôi Đấy, đây, iPhone XS đây Màn mới tinh luôn nhá Chứ không phải màn cũ đâu Này Bóc siêu luôn iPhone XS công tế này Nha Đây Bóc cái tiềm giá đằng sau luôn Về các các bạn tự mua Các bạn tự tự bóc Được, Con này không bị lỗi phay đâu nhá Nó báo này thôi Đây mình thử phay xem nào Rất nét luôn Nha, Vẫn nét Đây nhá Nói chủ vẫn được phay Vẫn được phay ok phun chức năng pin mới máy quốc tế con này mình để cho anh chị em bảo còn ba triệu tư thôi <laughs> xs m đại đắt hơn x chỉ có 300 thì anh chị em nên mua con gì nhá ba triệu tư iphone xs nhá bao cho các bạn là menzin zin phun chức năng ok đến lượt iphone xs max nhá xs max quốc tế con này mình bỏ ra mình quay video mà full <laughs> chức năng nhá x này quốc tế này phụ chức năng này bên bao zin màn linh kiện loại siêu đẹp face id đầy đủ nhá mình sẽ thử face luôn cho anh chị em này pin bao nhiêu đây pin 100 á con này để cho anh chị em bà con tại vì con này pin của nó pin 100 thì mình để cho anh chị em bà con là 4 triệu rưỡi nhá này face id đầy đủ nhá 4 triệu 500 trăm nghìn đồng iphone x Max quốc tế Full chức năng Main zin màn linh kiện loại siêu đẹp luôn 4 triệu 500 nghìn đồng À đây có con 6 này này con 6 cho anh chị em bảo con hóng chờ đây iPhone 6 quốc tế Của một bạn vừa Bạn ấy bán mình 400 400 thì mình bán lại cho anh chị em bà con nào 500 iPhone 6 quốc tế Úi rồi ôi lại tài xỉu rồi Lại tài xỉu rồi <laughs> 500 nghìn iPhone 6 quốc tế Mất vân tay nha. Chỉ việc lắp sim là dùng nắp sim ok Sóng sánh ok nha. Để cho anh chị em bà con là 500k iPhone 11 thường quốc tế màn G đâu đúng là màn GX 11 thường quốc tế màn GX nhá phiên bản 128 g pin mới thay thì con này nó thật sự anh chị em ạ cam kết với anh chị em là men zin nhá men zin này pin bao nhiêu đây nó còn pin mới thay nữa đây 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 này vỏ hơi xấu 128 g để cho anh chị em và con là 4 triệu 500 nghìn đồng 4 triệu 500 nghìn đồng 11 thường quốc tế 128 gb Men zin màn gửi full chức năng 4 triệu 500 nghìn đồng Ok iPhone 12 thường Màn ám Con iPhone 12 thường này mình cam kết với anh chị em Bà con là men zin màn zin full chức năng nhá Men zin màn zin full chức năng Màn ám tí bàn phím đây anh chị em nhìn kỹ xem Nhìn kỹ xem bàn phím này nó hơi lưu ảnh một tí Nói chung là anh chị em dùng vẫn ok, vẫn mượt mà, vẫn nét, vẫn nét căng luôn, không mở thịt chỗ nào, mà không khuyết điểm một cái gì cả. Phơi đi đầy đủ để cho anh chị em bà con là 5 triệu 200 nghìn đồng nhá. 5 triệu 200 nghìn đồng, full chức năng 12 thưởng quốc tế, men zin, màn zin. Bảo hành hẳn 3 tháng luôn, pin mới nhá, pin mới. 5 triệu 2, còn đâu nếu mà anh chị em nào không thích màn ám màn như ảnh đúng không? Đây, 64 g vẫn là zin điết đèn đẹp, đẹp, full nhá để nhưng mà để cho anh chị em bao con nào 6 triệu rưỡi nhá 12 thường quốc tế zin đèn đẹp full chức năng nhá không lỗi làm gì bảo hành cho anh chị em bà con 3 tháng là vẫn là 6 triệu 500 nghìn đồng và anh chị em mua con đỏ này thì anh chị em sẽ tiết kiệm cho anh chị em là 1 triệu 3 nhá Ok chức năng vẫn như nhau dùng vẫn như nhau tiết kiệm 1 triệu 3 thì anh chị em mua con nào hợp lý thì anh chị em mua 5 triệu 200 nghìn đồng XS Max Quốc tế Mất fake ID À đâu Con hùng con mất fake ID Để cho anh chị em bà con là 3 triệu rưỡi Đâu 3 triệu 7 đi 3 triệu 7 Cái Con này thật sự là lỗ đấy XS Max quốc tế Mất fake ID 3 triệu 7 Con đâu full hết Quốc tế nha Menzin Bằng GX 3 triệu 7 iPhone 11 Pro hôm trước mình anh chị em đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua đấy thì biết là iPhone 11 Pro mà ôm mình có rất nhiều 11 Pro 256 GB đúng không? Hôm nay còn mỗi một cây thôi này. Còn mỗi một cây thôi. 11 Pro quốc tế men zin màn GX 256 GB để cho anh chị em bảo con là 5 triệu 400 000 đồng Hiện tại con này thì pin bao nhiêu đây? Pin con này hiện tại là 77 Thì bạn nào muốn thay pin mình hỗ trợ cho bà con là thêm 200 000 nữa Là anh chị em bà con là có quả pin mới nhá 11 bộ đồ quốc tế 256 g Ok anh chị em 5 triệu 4 iPhone XS quốc tế 256 g Thì cam kết với anh chị em bà con là main zin màn zin full chức năng Cam kết nó ok để cho anh chị em bà con là 4 triệu 400 000 đồng 256 g nhá zin nhá 256 với những tín đồ nào mà thích nhà máy đời cao mà lại zin đẹp mà lại có mực một tí mà lỗi một tí thì mà lại gì à đây thì hôm nay mình về một con iPhone 14 Pro quốc tế pin 88 nhá. 14 Pro quốc tế pin 88. Cam kết với anh chị em là main zin màn zin 256 GB full chức năng. Cam kết rất là nét, cam không lỗi một gì cả nhá. 1 2 3 0.5 quá là ok luôn. 12 triệu 800 000 đồng 14 Pro Nếu mà bình thường một con 14 Pro 256GB này Mà máy đẹp zin bây giờ anh chị em mua không dưới 18 triệu nhá Không dưới 18 triệu mới được, mới được phiên bản 256GB thế này Sẽ tiết kiệm cho anh chị em bà con là gần 5, hơn 5 triệu chứ Hơn 5 triệu chỉ có 12 triệu 800 nghìn đồng thôi 14 Pro quốc tế nhá Anh chị em bà con cảm thấy hợp lý thì anh chị em bà con mua nhá Tiếp tục chương trình này con 12 Pro quốc tế 256 g của một bạn học sinh bạn ấy dùng bạn ấy bán lại cho mình pin 87 thì để cho anh chị em bà con là 9 triệu. 12 Pro quốc tế 256 g men zin màn zin pin 87 full chức năng để cho anh chị em bà con là 9 triệu nhá, 9 triệu. 12 Pro 256 g đấy anh chị em nhá. Còn đâu anh chị em là thích 128 gb đây vẫn là 8 triệu rưỡi cơ. 8 triệu rưỡi mà pin chỉ có 77 thôi đấy nhá, máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp full chức năng. 8 triệu 512 Pro anh chị em nhá. Hôm nay mình về có về thêm một con iPhone 13 Pro quốc tế 128 g cam kết với anh chị em là men zin màn zin full chức năng Bảo hành cho anh chị em bà con là 3 tháng Bảo hành xanh màn fix và xanh màn free cho anh chị em nhá 11 triệu 800 nghìn đồng 12 Pro thì con này mình đây nó gọi nó lại gọi là hàng khê rồi Thì con này mình để cho bà con anh chị em bà con là 8 triệu rưỡi thôi Pin 100% 256 g Con này men zin màn zin full chức năng lưng có vẻ không biết thay chưa nhưng mà mới thấy màu hơi lạ một tí nhá để cho anh chị em bao con là 8 triệu 500 12 pro à hôm nay mình có về được một ít 11 thường đẹp đây đấy đẹp zin đây zin full chức năng 11 thường quốc tế zin full chức năng thì những cái con này ví dụ anh chị em nhá bọn 11 thường này nó không tránh được ám một tí này thì này, nó ám một tí rìa rìa này này nó hơi đen đen một tí chứ còn nó vào lên trắng thì vẫn là ok thì bọn này mình để cho anh chị em bao con là 5 triệu thôi Quỳnh màn đẹp này cơ mà Zin nhá Zin từ A đến Z luôn Nhá màn hơi già một tí thôi Để cho anh chị em mà còn 5 triệu 11 thường Đối với 7 Plus thì mình còn một con là 2 triệu 200 nghìn đồng nhá Cam kết với anh chị em là Zin đẹp nhá 7 Plus 2 triệu 2 X giờ độ 15 À đúng XS Max độ nhá XS Max độ 15 Pro Max Nhá màn Zin Nói chung máy Zin tất Vỏ mỗi vỏ độ thôi Full chức năng để cho anh chị em bảo con đây trong tư ghi để cho anh chị em bảo con là 5 triệu 8 nhá x mắc độ à 13 bộ đồ mắc này của một bạn bạn ấy đang dùng bình thường nói chung là máy phun chức năng 13 bộ đồ Max quốc tế phun chức năng thì máy này thì mình cam kết với anh chị em là màn chưa câu kéo gì đâu Menzin zin màn zin phun chức năng để cho anh chị em bà con là 12 triệu 8 thôi nhá 12 triệu 8 mình mua được gì hả mình bán gì hả nhá chưa câu kéo một cái gì cả 12 triệu 8 nhá Nói chung là thời gian video nó quá là dài Thì mình sẽ nói xin phép nói văn tắt thêm 13 thường quốc tế này Bên zin màn zin full chức năng máy màu trắng này Để cho anh chị em bà con là 9 triệu 9 này Nhá 12 thường 128 gb thì còn một cây duy nhất thì Để cho anh chị em bà con đây Bên 97 để cho anh chị em bà con là 5 triệu 5 triệu 7 nhá pin 97 đẹp zin 13 mini 1256 gb 8 triệu 3 12 mini 11 bộ quốc tế jean đẹp full thì nói chung là 11 bộ đồ này hôm nay mình sẽ sở hàng nhá Hơn 6 triệu một tí thôi Một tí hơn 6 triệu tí tí thôi 12 thường quốc tế 64g để cho anh chị em bà con là vẫn là 6 triệu rưỡi Đấy. X giờ độ 4 triệu rưỡi X giờ 3 triệu 9 11 thường 6, 4 triệu 5 triệu rưỡi 12 bộ đồ 256g vỏ xấu nhá Main jean màn gì vỏ xấu 256g thì mình để cho anh chị em bà con là Bao nhiêu nhỉ 8 triệu